Quý vị thân mến, khi di chuyển đến nhà thuốc Thu Hương thì thật trùng hợp là Hằng đang thấy có một vị khách hàng đang mua sản phẩm Ích Tâm Khang. Không biết là dược sĩ của chúng ta sẽ tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm như thế nào và phản hồi của vị khách hàng để ra sao đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng ghé thăm nhà thuốc Thu Hương để cùng phỏng vấn nhé. Bà chào cháu. Cháu ơi, cửa hàng nhà mình có cái thuốc, gọi không phải là thuốc mà gọi là thực phẩm chức năng ấy. Ích Tâm Khang không? Có. Thế à? Thế thì bác uống, bây giờ bác uống thường xuyên mà, là 2 viên một ngày. Thế thì là sẽ là 2 hộp một tháng đúng không? Vâng. Thế thì cho bác 2 hộp đi đã, bác mua từng tháng một. Thế là bao nhiêu tiền cháu nhỉ? 195.000 một hộp ạ. Vâng. Thế thì bác phải giả như thế là gần 400 đúng không? 390.000. Chào bác. Bác ơi, con vừa thấy bác mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang nhá. Vâng. Thì không biết là bác sử dụng sản phẩm mấy lâu chưa ạ? Tôi dùng cái này được 9 năm rồi. À, 9 năm rồi ạ? Vâng. Và thế... sau khi mà dùng 9 năm thì bác cảm thấy là sản phẩm này có hiệu quả như thế nào đối với sức khỏe của mình ạ? Thì tôi thấy có tác dụng rất là tốt cho nên tôi mới dùng lâu như thế chứ. Vâng. Thế cho nên là tại vì trước khi mà chưa dùng cái này ấy thì tôi cái đau ngực của tôi nó liên tục. Thế là mà uống thuốc Tây thì nó nhiều cái tác dụng phụ làm cho mình đau đầu lắm, sợ lắm. Thế thì tôi xem báo thì thấy nói đến cái thực phẩm chức năng Ích Tâm Khang này này. Thế là tôi mới mua, tôi uống thử. Thì tôi uống từ ngày cho đến bây giờ và vẫn tiếp tục uống, chưa khi nào ngừng cả. Và đang hy vọng là có lẽ là phải phấn đấu uống cả đời quá. Vậy thì cái lúc mà so với thời kỳ mà trước khi chúng ta sử dụng sản phẩm này thì đến bây giờ sức khỏe của bác như thế nào? Tôi đi đâu người ta cũng không nghĩ là tôi là người là bị bệnh tim. Thậm chí mà tôi đi khám, tôi là bệnh nhân của bệnh viện tim rồi thì bảo hiểm ở đấy. Mà đến thì mọi người còn ngỡ ngàng là ôi bà này mà bị bệnh á. Nhưng mà nói chung là đúng là Ích Tâm Khang này cũng rất là tốt. Cho nên là tôi nghĩ rằng tôi phải uống trung thân con. Vâng ạ. Và khi mà dược sĩ tư vấn cho bác thì thường là dược sĩ tư vấn cho bác như thế nào trong cái cách sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang? Mà các cái dược sĩ mà nói với tôi ấy thì cũng bảo rằng thì là tôi tức là vì nhiều khi tiện đi đến đâu thì mình hay vào, mình tiện đâu là mình mua ở đấy. Thì mọi cửa hàng nào cũng có Ích Tâm Khang hết. À, thế ạ. Và mọi người đều nói là rất tốt bác ạ, nhiều người uống lắm. Và bác uống là đúng rồi đấy. Bác uống là đúng đấy, cho nên là mình thấy thì mọi người đều nói như vậy thì mình cảm nghiệm ở cái bản thân mình thấy đúng là quá tốt thật, thì cho nên là mình cứ vậy mà duy trì thôi. Ai cũng cần trái tim khỏe để yêu thương, nhưng theo thời gian trái tim cũng sẽ dần suy yếu. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày. Ích Tâm Khang giúp ngừa nguy cơ suy tim, giúp giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, ho phù, khó thở. Ích Tâm Khang cải thiện tuần hoàn mạch vành. Ích Tâm Khang tăng cường sức khỏe trái tim. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ tăng cường chức năng tim cho người bệnh tim mạch. Sản phẩm đã được kiểm chứng lâm sàng và kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học toàn cầu của Canada năm 2014.